Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 15 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị, nhiều thành viên Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Israel bảo vệ mạng sống của người dân Gaza tại cuộc họp khẩn cấp hôm qua, được tổ chức sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo hôm 28 tháng 10. Đại sứ Gabon tại Liên Hợp Quốc Michel Xavier Biang bày tỏ quan ngại các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel khiến số thương vong gia tăng. Đại sứ Nga Vasily Nebenzia đã cáo buộc israel mở rộng tấn công trên bộ ở gaza chỉ một ngày sau khi đại hội đồng thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn đồng thời chỉ trích mỹ ủng hộ israel về phía mỹ đại sứ linda thomas greenfield nói rằng israel có quyền tự vệ song bà tuyên bố mạng sống của tất cả thường dân phải được bảo vệ không có hệ thống phân cấp khi nói đến việc bảo vệ mạng sống của dân thường Hội đồng Bảo an trước đó đã bốn lần thất bại trong việc thông qua một dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bán ở Gaza vì bất đồng giữa các thành viên thường trực gồm Mỹ và Nga. Trung Quốc hôm qua tuyên bố một tàu quân sự Philippines đã đi trái phép vào vùng biển gần bãi cạn Scarborough mà hải bên tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh cũng kêu gọi Philippines ngừng các hành động khiêu khích ông điện quân lý người phát ngôn bộ tư lệnh chiến khu miền nam của quân đội trung quốc nêu rõ chúng tôi đang thúc giục philippines ngừng ngay lập tức các hành vi xâm phạm và khiêu khích đồng thời nghiêm túc tránh leo thang thêm nữa tuyên bố này đánh dấu cảnh báo hiếm hoi của quân đội trung quốc đối với philippines về các động thái của nước này trong vùng biển tranh chấp ở biển đông Quân đội Trung Quốc chủ yếu đưa ra các cảnh báo chống lại các tàu chiến Mỹ trong khu vực. Trung Quốc và Philippines đã có nhiều cuộc đối đầu ở Biển Đông. Gần đây có những cáo buộc lẫn nhau về vụ va chạm giữa tàu cảnh sát biển Trung Quốc và tàu của Philippines. Nga hôm qua cảnh báo sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nếu khối này đánh cắp các quỹ bị đóng băng của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 28 tháng 10 cho biết, Brussels đang nghiên cứu đề xuất dùng của Nga bị tịch thu để tái thiết Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volulin gọi kế hoạch của EU là hành vi trộm cắp tài sản bị đóng băng của Nga để quân sự hóa Kiev. Ông nói rằng tài sản bị tịch thu thuộc về các quốc gia không thân thiện sẽ lớn hơn nhiều so với tài nguyên bị đóng băng của chúng tôi ở châu Âu. Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 ủng hộ việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Các nhà lãnh đạo EU đã ủng hộ đề xuất sử dụng hàng tỷ euro tiền thuế thu được từ tài sản của Nga ở phương Tây để tái thiết Kiev. Trong chuyến thăm đi Syria hôm qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp tục kêu gọi chính quyền Abuja hợp tác chặt chẽ trong việc quản lý người di cư. Những mạnh trang ngoài việc tạo điều kiện hồi hương công dân Nigeria không đủ điều kiện xin thị nạn rãi nước, cần thúc đẩy lao động lành nghề nhập cư vào nước. Ông cũng đề xuất mở rộng các trung tâm di cư ở Nigeria để hỗ trợ người hồi hương. Điều này đã hỏi sự chuẩn bị và đầu tư giữa Đức và Nigeria. Tôi tin đây là vấn đề cần sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước và giữa hai châu lục. Về phần mình, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu nêu rõ, Tôi không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần họ là người Nigeria, họ được chào đón trở về. Tuy nhiên, việc xác định danh tính người di cư hồi hương vẫn còn nhiều khó khăn. Panama sẽ trưng cầu dân ý vào tháng 12 tới để xem có nên hủy hợp đồng vừa đạt được với công ty khai thác mỏ First Quantum Minerals của Canada hay không. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Panama Laurentino Cotizo tuyên bố Tôi sẽ yêu cầu cơ quan bầu cử triệu tập một cuộc trưng cầu ý dân vào Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023 để người dân Panama có thể quyết định việc hủy hợp đồng bằng lá phiếu của họ. Chính phủ Panama hôm 20 tháng 10 đã đạt thỏa thuận về hợp đồng cho phép công ty First Quantum Minerals khai thác đồng ở Panama trong 20 năm và có thể gia hạn thêm 20 năm nữa. Tuy nhiên điều này gây ra làn sóng biểu tình phản đối cho rằng việc khai thác sẽ tác động đến môi trường, đe dọa đa dạng sinh học và sức khỏe người dân. Mỹ đã bắt đầu mua hải sản Nhật Bản để ủng hộ Tokyo, sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản Nhật do việc xả nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Ram Emmanuel cho biết hải sản sẽ được cung cấp cho binh sĩ trên các chiến hạm của hải quân Mỹ và được bán trong các cửa hàng, nhà ăn ở 17 căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước sở tại trong khu vực. Đây sẽ là một hợp đồng dài hạn giữa lực lượng vũ trang Mỹ và các hợp tác xã thủy sản ở Nhật Bản. Đây cũng là sự hỗ trợ của Mỹ đối với các nước bị ảnh hưởng vì chiến lược kinh tế của Trung Quốc. Đợt mua hải sản đầu tiên của Mỹ là gần 1 tấn xòa điệp, rất ít trong số hơn 100.000 tấn xòa điệp mà Nhật Bản xuất khẩu sang Trung Quốc năm ngoái. Đại sứ Emmanuel cho biết thêm các đợt mua sau Mỹ sẽ tăng số lượng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 15 giờ của chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại